Dạ các bạn tin nhanh 247. BMW S1000A độ vàng áo carbon siêu ngầu và đầy ấn tượng. Kể từ khi ra mắt, BMW S1000A đã để lại rất nhiều ấn tượng cho những anh em chơi xe phân khối lớn trong và ngoài nước, bởi ngoại hình có phần mạnh mẽ, thể thao cùng một loạt tính năng an toàn mới vừa được nâng cấp. Chiếc xe dưới đây được độ lại vàng áo full carbon fiber cực kỳ ấn tượng cùng một loạt đồ chơi đáng nể. BMW S1000A độ ngoại hình rất ấn tượng. Sở hữu cái dáng ngoài dữ dằn mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế bất đối xứng đặc trưng của hãng xe Đức. Mẫu xe này được đánh giá là một trong những mẫu xe thể thao được tích hợp rất nhiều công nghệ hỗ trợ tiên tiến nhất hiện nay. Cụm thắng Rainbow Vinit, cụm tăng TCB Moto Racing, cụm công tắc Ducabay, cụm con Alpha Racing, bình xăng đi kèm ốp cụm Hover, nắp bình xăng CNC Alpha Racing. Được nâng cấp những trang thiết bị tiên tiến nhất như cặp phanh của Rainbow kết hợp với đĩa phanh Rainbow lồng vàng. Thừa hưởng cặp mâm hộp kim nhôm Pagani M7S Low Blue từ cái bản hiệu năng H14. Trang bị thêm các trợ lực Collin giúp ổn định tay lái ở độ cao. Bộ quay yếm được thiết kế quay mang cá rất độc đáo, được ốp carbon rất ấn tượng. Khối động cơ E4 ở ngưỡng 200 mã lực, đi kèm với ống xả Aranovit Titan cho âm thanh tê tái người nghe. Trang bị tiên tiến đi kèm cái giảm sóc sau của Holin. Bản độ carbon rất ấn tượng đến từ bài cờ Thái. Xcenter 105 độ phong cách cá mập lên bờ đầy ấn tượng. Chiếc xe Xcenter 105 độ dưới đây phát cho mẫu cánh rất ấn tượng với hình con cá mập đầy hung dữ, đi kèm một loạt đồ chơi kiển được trang bị trên chiếc xe đầy thẩm mỹ và cứng cáp. Xcenter 105 độ kiển mang phong cách là cá mập lên bờ đầy ấn tượng. Là dòng xe con tay của nhà sản xuất Yamaha, sau bao nhiêu năm cải tiến và cho đến nay thì Xcenter đã dừng lại ở thế hệ phân khúc 150cc cùng vóc dáng là mạnh mẽ. Tuy nhiên vẫn có những tín đồ yêu thích sự hoài cổ, vóc dáng thon gọn thì Xcenter 105 là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Khoác trên 11 cánh chất liệu rơm cực bóng, đi cùng với đó là hình ảnh con cá mập, hàm răng sắc bén khiến chiếc xe trở nên rất mạnh mẽ. Yên xe được gọt lại với kiểu dáng thon gọn đầy thẩm mỹ, tăng thêm độ êm ái hơn khi ngồi. Phần đầu của Xcenter 105 nhẹ, đi cùng với bao tay Spider, được che lấp cùng với gù dẹp CNC. Ba thắng Taycan đến thương hiệu CRR. Dàn chân mỏng manh đầy cứng cáp với cái mâm của Jazz. Đĩa Gaffer hài hòa cùng với heo Rainbow 2 bit đối xứng với dầu SBS. Bánh lái trước rất đột bật với đội hình ốc roti. Ốc vương niệm Titan cực đẹp tạo điểm nhấn chính ở lốc máy cùng với ốc ngâm lửa cần số 2 chiều cũng được trang bị giúp việc sang số thoải mái hơn. Cánh trái với đĩa tải CNC ánh vàng cực đẹp cùng với sợi sên. Phục Collin bình dầu rời cải thiện độ nhúng êm ái hơn so với phần nguyên thủy Carta X1A. Bình dầu AM ốp bô cũng được sơn đen để đồng bộ với ống xả. Đĩa sau Gaffer rất ấn tượng với heo Rainbow quay ngược, được sự hỗ trợ của phát nhôm CNC. Một bản độ đầy ấn tượng với hình ảnh con cá mập đầy hung dữ. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn lại kỳ tiếp, nhớ like, share, subscribe.